Hiện nay, xu hướng lắp đặt sàn nhựa cho phòng ngủ đang rất phổ biến và được nhiều khách hàng lựa chọn. Vậy sàn nhựa có ưu điểm gì nổi bật so với các loại sản phẩm khác? Nên lựa chọn loại sàn nhựa nào để lắp cho phòng ngủ? Mời các bạn cùng nội thất Taka tìm hiểu nhé! Taka Decor mang tinh hoa đến mọi công trình. So với các loại sản phẩm truyền thống như đá hay gạch men, sàn nhựa có độ bền cao hơn và không kém cạnh gì sàn gỗ. Trên thực tế, loại sản phẩm này còn có nhiều ưu điểm nổi trội hơn như khả năng đàn hồi, tính dẻo dai, chịu nhiệt và chịu lực rất tốt. Vì được làm bằng chất liệu nhựa nguyên sinh và được sản xuất bằng công nghệ hiện đại, nên sàn nhựa còn có khả năng chống nước và chống ẩm rất tốt. Nhờ vậy mà loại sàn này có tuổi thọ cao, sử dụng lâu bền và ít hư hỏng nếu được sử dụng đúng cách. Sàn nhựa hèm khóa lắp cho phòng ngủ có giá cả phải chăng. Bên cạnh đó, sản phẩm còn rất đa dạng từ phân khúc bình dân đến cao cấp và đáp ứng được phần lớn nhu cầu của người tiêu dùng. Nếu bạn yêu thích các loại sàn nhà vân gỗ hoặc vân đá sang trọng nhưng ngân sách còn hạn chế, thì sàn nhựa chính là giải pháp tuyệt vời dành cho các bạn. Sàn nhựa có lớp bề mặt được phủ UV mang lại một bề mặt nhẵn bóng, giúp hạn chế bám bẩn và dễ dàng vệ sinh. Để duy trì được bề mặt sàn luôn bóng đẹp mỗi ngày, bạn chỉ cần quét hoặc phủi bụi bằng chổi. Nếu trên sàn có những vết bẩn ngoài ý muốn, bạn cũng dễ dàng làm sạch bề mặt chỉ với một chiếc khăn ẩm. Sàn nhựa có khả năng chống nước rất tốt, nhất là với các loại sản phẩm sàn nhựa hèm khóa. Ngoài ra, bề mặt sàn cũng được xử lý để chống trơn trượt hiệu quả. Do đó, bạn sẽ yên tâm hơn khi sử dụng sản phẩm này cho ngôi nhà của mình, đặc biệt với những gia đình có người già và trẻ nhỏ. Nhờ đặc tính chống nước, chống ẩm mà sàn nhựa rất thích hợp khi sử dụng tại khu vực có khí hậu nóng ẩm như Việt Nam. Bạn không cần lo lắng sàn nhà bị ẩm mốc mối mọt dẫn đến tình trạng hư hỏng như các loại sàn gỗ tự nhiên. Và sàn nhựa cũng không bị tình trạng cong vênh do nhiệt hay ẩm rất thường gặp với các loại chất liệu gỗ. Khi thi công sàn nhựa cho phòng ngủ, bạn không cần dùng đến các loại máy móc lớn như khi lắp đặt vật liệu truyền thống, nên không gây ồn ào và để lại nhiều bụi bẩn. Quá trình thi công gọn gàng, nhanh chóng. Sàn nhựa hèm khóa là loại sản phẩm được thiết kế với kết cấu hèm khóa thông minh, giúp bạn dễ dàng ghép nối các tấm lại với nhau thông qua các rãnh hèm khóa âm dương. Sàn nhựa khi lát cho phòng ngủ có khả năng điều hòa không khí cho căn phòng. Khác với sàn gạch men, đá hay gỗ, sàn nhựa luôn mát vào mùa hè và ấm vào mùa đông, hoàn toàn không có tình trạng làm tê cóng chân khi tiếp xúc với sàn. Các bạn đang có nhu cầu mua vật tư hay cần thi công trọn gói thì hãy liên hệ đến số hotline của Nội thất Taka để được tư vấn miễn phí, hoặc để lại bình luận ở dưới video này để đội ngũ chuyên gia của chúng tôi tư vấn cho các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hãy nhấn like và nhấn đăng ký kênh để theo dõi nhiều hơn những video tiếp theo của chúng tôi.